Xin chào các bác, thì hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2023 em quay cập nhật cái sản lượng mủ của cái vườn mã áp khí ấy. Năm nay là năm thứ sáu cho các bác xem là cái sản lượng của ngày hôm nay là nó sẽ được bao nhiêu ạ? À? Vâng, thì cái mũi này là mũi số 6 của cái chu kỳ chóp thứ sáu. Có nghĩa là mỗi một tháng là em đóng một lần nắp chóp như thế này là gọi là một cái chu kỳ chóp ấy. Thì sản lượng của ngày hôm nay là nó được như thế này mù nó đặc lắm. Bây giờ là bắt đầu vào mùa khô, ấy, mới lại lạnh, mới lại gió nhiều nữa là mù của nó là nó đặc sề sánh như thế này. Này. Cái này độ cao lắm, nhưng mà cái sản lượng của nó là trả được bao nhiêu? Sản lượng nó chắc chắn là nó sẽ thấp rồi tại vì là cái tháng này là mình lấy ở cái vùng da mà dưới miệng cạo như thế này nữa độ với lại sản lượng của nó là nó cực kỳ thấp với lại vào cái mũi thứ thứ sáu rồi là vào 18 ngày thì mình đóng nắp chóp này vào là ngày thứ 18 rồi thì sản lượng của nó là nó cái vùng da mà trong người nắp chóp này này nó sẽ bị hoại tử đi và nó tiếp khí là nó, nó chậm hơn cái lượt lượt khí đầu tiên với những cái cái nhát đầu tháng thì cho nên cái sản lượng nó sẽ bị giảm xuống như vườn này của em nếu mà mình không chuyển sang mã áp khí cách đây 6 năm ấy thì bây giờ là chắc là phải đục lên cao đến tận trắng ba kia rồi. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình đã cạo truyền thống qua mà. Thì theo tính theo cái tiến trình mà mình cạo là một năm hết khoảng 25 phân đến đây. Thì đoạn ra từ đây xuống đến gốc đây là mình gang như thế này. Đấy một năm đến đây. Thì 2 năm đến đây và 3 năm là hết một mặt ra cây như thế này. Đã hết 3 năm nha rồi sau nghĩa là bắt đầu là đục lên đây 3 năm nữa là nó đến tầm cỡ tráng như khi mà mình đã đục lên đây là nó khoảng hết tầm 40 đến 50 phần trăm trên một năm đó khi mà mình đã đục bên này rồi gần bên này là mủ là nó cực kỳ kém đối với cái dòng BB260 như thế này thì à, lúc đấy em chuyển sang áp khí thì à, những cái vùng da này là vẫn còn à, nguyên silic này đó thì các bác thấy là cái tỷ lệ lợi răm của nó đến cái mức độ nào đây là cái vùng da là đã khoan qua nhiều năm Thì bây giờ là mình cào những cái lớp vỏ da mà nó bị hoại tử da chết bên ngoài đi Cái da cát nó bị chết ấy Bên ngoài thì xong cái là bắt đầu là mình, đóng áp khí vào khu vực này là mình khoan Ở cái khu vực mà da mình đã khoan qua như thế này ấy Thì sản lượng mù nó vẫn có bình thường Còn như là mình cạo truyền thống ấy thì chắc chắn là cái sản lượng mù là nó sẽ không được cao Y như là mình áp khí khoan như thế này thì các bác thấy là cái sự lợi răm của nó là hết cỡ Cái vùng da mà mình đã khoan đi khoan lại nhiều lần ấy Thì vẫn cứ lấy mủ được Chút mủ đã xong Nay là được 4 can mà 4 can không đầy Thì bây giờ thằng cháu nó sẽ chở đi bán thì Thằng tiêm đọc phiếu cho các bác xem là hôm nay là kết quả như thế nào hôm Nay là được 111 kg và độ 37 độ 3 Và giá tiền là 280 Thì tổng số tiền ấy, ngày hôm nay là thu nhập được là 1 triệu 159 nghìn thì à, mũi thứ hai mà vùng da mà dưới gốc à, được à, như thế là là quá ổn rồi đó thì à, bữa này là em đang đi làm cái á, vệ sinh chuyên sâu là cào hết những cái mà lớp da mà nó bị hoại à, tử ấy đó, những là mình khi mà mình bơm khí vào như thế này ấy là là nó bị mất đi một cái lớp da cát bên ngoài nó bị chết một lớp da cát bên ngoài ấy, là mình đi cào đó, mỗi một năm là mình làm à, nếu mà làm được hai lần đầu năm cuối năm được thì càng tốt, không thì làm mà một lần đó, làm phát sạch đi là bắt đầu là mình đóng nắp chóp vào là là, là là lấy mũ là lại bình thường. Đó, đây, khi mà mình cào đi đó thì hiển lộ ra một cái ý, những lỗ khoan của cái thời cổ đến giờ. Ấy. Đây, các bác xem. Đó. Thì đây đây là những lớp da mình đã được làm sạch đi, nó sẽ như thế này. Đó phải cao như thế này cái phương pháp bắp ký khí là bắt buộc là mình là phải năm nào mình phải đi cào đi một lớp da như thế còn nhiều bác không cào là là coi như là không có chỗ nào đóng lắp chóp luôn ấy. nhìn khó kiếm chỗ đóng lắp chóp lắm bắt buộc của các bác phải cào đi cái công đoạn cào như thế này thì là nó không tốn bao nhiêu công đâu mà các bác đó mình cào như thế này là nó khoảng cỡ một hết là hết tầm cỡ hai đến ba công đây là gọi là cào kỹ đi nha, cào tựa án z đấy, chỗ nào mà 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 nhìn là có hiện tượng là bong ra là mình cào hết đi nha, đó mình là mới hết tầm ba công, đấy là làm bình thường, vừa làm vừa chơi, tính ra đâu có tốn bao nhiều công đâu, chẳng qua là mình, mình chịu khó hay không cái vùng da mình đã vệ sinh qua như thế này rồi xong ấy là mình nếu mà bí chỗ là mình đóng nắp chóp vào đây là mình vẫn khoan lấy mủ ở cái khu vực da này bình thường. Chẳng qua là cái mủ nó chảy là nó nó không được nhanh bằng những cái vùng da mà 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 chưa khoan. Ví dụ như vùng da trên này ấy, thì khoan phát vào mủ chảy nhanh lắm, còn vùng da dưới này thì mình khoan phát vào mủ nó chảy lâu hơn. Đó, chảy dai hơn. Thì vẫn sản lượng mủ nó vẫn cứ bình thường, nó cũng không đến nỗi là nó giảm lắm đâu ví dụ như là vùng da ở trên như thế này là nó đạt được khoảng tầm cỡ 100 phần trăm mổ thì xuống dưới này nó lấy được tầm cái vùng da mình lấy lại như này nó được tầm 80 phần trăm à, mà độ nó không thay đổi thì cái lợi thế của cái việc mà mình khoan mà mình cào ra đi là nó như thế các bác vẫn lấy lại được cái mổ cái vùng da mình đã khoan qua như thế này Vâng thì các bác là có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay là mua thiết bị khai thác mùa cao su bằng khí của công ty vườn xanh tốt ấy, thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0368 986 353 Rồi thì xin hẹn gặp lại các bác trong những cái video kỳ tới